Thêm 275 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi, cả nước hơn 5.088 ca từ đầu dịch. Cả nước có thêm 175 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi, riêng thành phố Hồ Chí Minh có 223 bệnh nhân không qua khỏi. Tiểu ban điều trị của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 275 ca không qua khỏi, nâng tổng số ca không qua khỏi 4.814 đến 5.088. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 223 ca, Bình Dương 25 ca, Tiền Giang 8 ca, Đồng Tháp 4 ca, Bến Tre, Bình Thuận, Đồng Nai, Long An, mỗi tỉnh có 3 ca, Khánh Hòa 2 ca và Cần Thơ 1 ca. Tiểu ban điều trị cũng cho biết trong ngày có 3.593 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 92.738 ca. Trong tổng số gần 140.000 bệnh nhân đang điều trị thì có 511 ca nặng đang điều trị ICU và 20 bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO. Tổng số ca không qua khỏi do dịch COVID-19 tính đến ngày 13 tháng 8 là 5.088 ca, xếp thứ 69 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhưng tính tỷ lệ không qua khỏi trên 1 triệu dân, Việt Nam xếp vị trí 161 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân 1 triệu dân thì có 52 người không qua khỏi do dịch COVID-19. Trong ngày Bộ Y tế ban hành công văn số 6565 BITMT ngày 12 tháng 8 năm 2021, gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố về việc phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở lao động sản xuất kinh doanh. Theo đó các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo sản xuất kinh doanh. Bộ Y tế ban hành quyết định số 3860 quy đề BIT ngày 13 tháng 8 về việc ban hành quy chế hoạt động của Tổ công tác điều phối oxy y tế phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 toàn quốc. Thành phố Cần Thơ lập 320 đội lấy mẫu và xét nghiệm nhanh COVID-19 trong cộng đồng, trong đó có 314 đội chính thức và 6 đội dự phòng để lấy mẫu xét nghiệm nhanh ở các xã phường, thị trấn của 9 quận huyện trong ngày. Mỗi đội có tối thiểu 6 thành viên, trong đó 4 người là nhân lực của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, 2 thành viên là cán bộ xã phường, thị trấn nơi thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. Tỉnh Bình Dương thiết lập bệnh viện giã chiến hồi sức cấp cứu với 437 giường ICU cùng các trang thiết bị liên quan tại bệnh viện đa khoa quốc tế BKMX, thành phố Thuận An, áp dụng theo mô hình tháp 3 tầng điều trị COVID-19 của Bộ Y tế. Thành phố Hồ Chí Minh có 241 ca không qua khỏi do dịch COVID-19 mỗi ngày, tỷ lệ ở mức cao, Vấn đề quan tâm nhất hiện nay của thành phố Hồ Chí Minh là tỷ lệ không qua khỏi đang ở mức cao, trung bình 241 ca mỗi ngày trong những ngày gần đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức nói tại cuộc họp báo. Sáng ngày 10 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch trên địa bàn. Tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, trung bình trong 7 ngày qua, từ ngày mùng 5 tháng 8 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mỗi ngày 3.687 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 80% trong khu phong tỏa và khu cách ly. Thành phố Hồ Chí Minh đã điều trị khỏi hơn 68.900 bệnh nhân mắc COVID-19, hiện đang điều trị hơn 32.000 bệnh nhân trong đó có 1.558 bệnh nhân nặng và 16 bệnh nhân nguy kịch đang chạy ECMO. Thành phố Hồ Chí Minh cũng có 10.420 trường hợp F0 không có triệu chứng đang điều trị tại nhà, 12.200 F0 đã điều trị trên 7 ngày và tải lượng virus trên 30, CT trên 30, theo quy định có thể về cách ly theo dõi tại nhà. Vấn đề quan tâm nhất hiện nay của thành phố Hồ Chí Minh là tỷ lệ không qua khỏi đang ở mức cao, trung bình là 241 ca mỗi ngày trong những ngày gần đây, ông Đức nói. Chính vì thế, ông Đức cho biết thành phố đã tập trung để nâng cao hiệu quả điều trị và đặt mục tiêu thời gian tới phải giảm số lượng số ca không qua khỏi. Để làm được điều này, một trong những yếu tố tiên quyết là phải giảm được những trường hợp chuyển nặng từ những tầng điều trị 2 đến 3, sau đó giảm áp lực cho tầng trên và có biện pháp giảm ca không qua khỏi. Theo ông Đức, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp có thể kéo dài, số ca nhiễm đang đi ngang có xu hướng giảm nhưng chưa bền vững. Dự kiến sau ngày 15 tháng 8, số ca F0 vẫn ở mức 3.000 ca mỗi ngày là số lượng lớn. Cũng nhìn nhận số ca không qua khỏi do dịch COVID-19 ở mức cao, ông Phan Văn Mãi, phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ nỗ lực thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả để kiểm soát tình hình, trong đó có trọng tâm là chiến lược điều trị, giảm số ca không qua khỏi trên hai trụ cột: chăm sóc F0 tại nhà, cộng đồng và điều trị tại bệnh viện về chăm sóc F0 tại nhà và cộng đồng gồm 5 đầu việc, nắm chặt danh sách F0 tại mỗi phường, kết nối F0 với có tư vấn viên tham hỏi hàng ngày, cấp túi thuốc do Bộ Y tế triển khai, lập tổ phản ứng nhanh của y tế, cơ sở và sử dụng công nghệ hệ thống hóa F0 kết nối các tầng còn lại. Nếu thực hiện đồng bộ, hiệu quả thì quản lý được 80% ca F0 tại thành phố. Về việc điều trị tại bệnh viện, tầng 2 đến 5, ông Mã cho rằng mấu chốt là cung cấp oxy, đồng thời ra soát lại để trang bị thêm, tổ chức sơ cấp cứu, cấp thuốc do Bộ Y tế chỉ định triển khai đồng bộ từ bệnh viện giã chiến, bệnh viện quận huyện đến trung tâm hồi sức. Giải pháp giúp thành phố Hồ Chí Minh giảm số lượng F0 không qua khỏi. Tính đến sáng 13 tháng 8, theo số liệu từ Bộ Y tế, cả nước đã có 4.583 trường hợp mắc COVID-19 không qua khỏi. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, 4 ngày liên tiếp gần đây luôn ghi nhận 261 đến 308 ca mỗi ngày. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nhận định có 3 nguyên nhân khiến số lượng F0 tại thành phố Hồ Chí Minh không qua khỏi tăng mỗi ngày. Thứ nhất, do quá tải số lượng bệnh nhân, lần đầu tiên thành phố tiếp nhận một số lượng F0 lớn như vậy. Thứ hai, đặc tính của biến chủng Delta vừa lây lan nhanh, vừa khiến diễn biến bệnh nặng rất nhanh. Thứ ba, do điều kiện chuẩn bị về trang thiết bị và con người tại một số đơn vị chưa thật sự đầy đủ, người bệnh chưa được chăm sóc điều trị với những điều kiện tốt nhất. Tính đến sáng 13 tháng 8, thống kê của Bộ Y tế cho thấy, thành phố Hồ Chí Minh có 137.008 ca mắc COVID-19, chiếm gần 56% F0 của cả nước. 3.807 trường hợp không qua khỏi, chiếm 79% của cả nước. Trước đó, trong cuộc họp với báo chí ngày 11 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Thừa nhận có tình trạng quá tải trong việc điều trị F0 và ca nhiễm F1 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Ông cho biết, để đáp ứng việc điều trị ngay từ rất sớm, Bộ Y tế đã chủ động bàn với Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị mọi kịch bản như chuẩn bị vật chất, hạ tầng, làm sao có thể chủ động nhất với tình huống xấu hơn có thể xảy ra. Theo Giáo sư Nguyễn Gia Bình, Chủ tịch Hội hồi sức cấp cứu và chống độc, Tổ trưởng tổ điều trị bệnh nhân Covid-19 cho biết, trước đây triệu chứng lâm sàng ở các bệnh nhân Covid-19 chủ yếu là sốt, ho, đau cơ, khó thở, nhưng hiện nay với sự xuất hiện của biến chủng Delta, các triệu chứng dần thay đổi. Với biến chủng mới, tỷ lệ bệnh nhân không triệu chứng là 50 đến 60%. Trong các đợt dịch trước, tỷ lệ này là 80%. 30% người có biểu hiện nhẹ giống cảm cúm thông thường, 10 đến 15% cần hỗ trợ oxy và thuốc, 5 đến 10% cần máy thở, lọc máu và ECMO. Ngoài ra khoảng 15 đến 20% bệnh nhân COVID-19 bị viêm cơ tim và tắc mạch, 5 đến 10% tổn thương thận, tổn thương gan, biến chứng trong não. Để giảm tỷ lệ F0 không qua khỏi, Thứ trưởng Sơn cho, rằng cần, Sơn cho rằng cần triển khai đồng loạt nhiều giải pháp, tăng cường nhân lực, nguồn lực, cơ sở thu dung điều trị, phân tuyến điều trị tăng cường theo dõi điều trị tại nhà, tổ chức các đội phản ứng nhanh, cấp cứu kịp thời, yêu cầu tất cả cơ sở y tế phải mở cửa tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu. Về nhân lực, tuyến 2 của thành phố chỉ tiếp nhận thu dung có hạn thôi, nhưng với các tuyến trên, tất cả những gì làm được chúng ta đều đã làm, huy động cả nước cho thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Sơn chia sẻ. Lúc cao điểm, Bộ Y tế đã huy động hơn 10.000 y bác sĩ, học sinh sinh viên đến hỗ trợ thành phố, đây là con số chưa từng có. Chúng tôi đã điều những nhân viên y tế tinh tú nhất cùng các trang thiết bị hiện đại đến hỗ trợ thành phố. Thứ trưởng Sơn nói. Theo Thứ trưởng, trong phân tầng 5 tháp điều trị, những tầng dưới cùng phải được quan tâm nhất để số bệnh nhân nhẹ không chuyển nặng, không phải chuyển lên tuyến trên. Càng ít bệnh nhân nặng, tỷ lệ không qua khỏi càng thấp. Ban đầu, thành phố Hồ Chí Minh áp dụng điều trị theo tháp 3 tầng, tuy nhiên sau đó diễn biến dịch phức tạp nên tiếp tục chuyển đổi thành tháp 4 tầng rồi 5 tầng để phù hợp với kế hoạch tiếp nhận điều trị trong tình hình mới. Trong đó các tầng 1 theo dõi, dõi chăm sóc các F0 tại địa bàn, sàng lọc F0 không triệu chứng và có tải lượng virus thấp, chiếm khoảng 50% trường hợp F0. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có gần 10.000 F0 được theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngoài ra hơn 21.000 bệnh nhân đã điều trị có tải lượng virus thấp, không triệu chứng cũng được cho về nhà theo dõi. Tầng 2 tiếp nhận điều trị các ca COVID-19 có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ nhưng có bệnh nền, chiếm khoảng 27% lượng F0. Tầng 3 dự kiến điều trị khoảng 10% F0 bao gồm có triệu chứng trung bình và nặng. Tầng 4 điều trị khoảng 8% F0 nặng, có bệnh lý nền hoặc bệnh lý đi kèm phải can thiệp cấp cứu, hồi sức, thở máy và lọc máu. Tầng 5 điều trị khoảng 5% bệnh nhân rất nặng tại các trung tâm hồi sức COVID-19 với kỹ thuật cao và chuyên sâu nhất. Hiện tại, Bộ Y tế tham mưu chính phủ đưa ra mốc thời gian khống chế kiểm soát dịch ở thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 15 tháng 9. Lý giải đề xuất này, bên lề họp báo chính phủ chiều 11 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, bộ dựa trên tỷ lệ mắc cũng như sự đáp ứng trong công tác phòng chống dịch tại địa phương. Theo Thứ trưởng Thuấn, Tỷ lệ mắc tại thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng đi ngang, vì vậy bộ hy vọng cùng với việc thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng, nhất là ở các vùng đỏ, mở rộng vùng xanh, cùng chiến lược xét nghiệm phù hợp, kết hợp với chăm sóc điều trị, cấp cứu tại các tầng, đặc biệt để hạn chế quá tải tầng ba, dịch sẽ sớm ổn định và được kiểm soát.